Người ta thường nói ai sống tốt, sống thiện thì sẽ có cái chết đẹp và bình yên. Ngài Mục Kiền Liên chứng A-la-hán vậy mà cuối đời Ngài phải chết một cách đau khổ. Vậy không phải ai sống tốt cũng chết đẹp phải không sư? Ngài Xá Lợi Phất dùng thần thông tự thiêu rồi nhập Niết Bàn. Vậy đó có phải tự tử? Xin giải thích giúp con. Thứ nhất là cũng may là quý vị nói là người ta nói ha, người ta nói thì cái người ta nói đó thì chúng ta không có cơ sở để xác định là họ nói đúng hay nói sai. Còn nếu mà quý vị nói Phật nói đó, thì sư mới ái ngại, tại vì Phật không có nói như vậy. Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Nhưng mà cái thời gian trổ quả đó nó khác nhau. Thời gian trổ quả nó khác nhau. Quý vị làm ơn nhớ dùm câu này: thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Khi mà chúng ta sống một cuộc đời hiền thiện đó, thì chắc chắn cái quả của cái việc chúng ta sống một cuộc đời hiền thiện đó nó sẽ cho một kết quả hạnh phúc nếu như chúng ta còn tái sanh ở đời sau kiếp khác. Nhưng mà cái thời gian trổ quả đó là không xác định được. Nhưng mà ngoài cái việc chúng ta sống hiền thiện ở cái kiếp này, chúng ta còn có vô số kiếp quá khứ, mà trong những kiếp quá khứ đó có thể chúng ta tạo các cái ác nghiệp, thì chính những cái ác nghiệp đó đến cái giai đoạn trổ quả thì chúng ta vẫn phải chịu lãnh cái quả báo thôi. Như trường hợp Ngài Mục Kiền Liên, các cái kiếp quá khứ đó Ngài tạo rất nhiều những thiện nghiệp, cho nên cái kiếp chót này đó Ngài hưởng rất nhiều những cái lợi lộc, rất nhiều những cái quả báo thù thắng. Ngài chứng thiền định, Ngài chứng thần thông, Ngài được chúng sanh yêu mến, Ngài được chúng sanh lễ bái cúng dường. Đấy. Ngài được rất là nhiều những cái quả thiện nghiệp, nhưng mà Ngài vẫn phải chịu cái quả ác nghiệp của quá khứ do Ngài đã từng giết cha giết mẹ. Đấy. Có nghĩa là Ngài phạm cái tội ngũ nghịch, Ngài giết cha mẹ. Thì chính vì như vậy đó, cho nên cái kiếp chót là Ngài phải chịu cái quả báo của cái nghiệp cũ. Ha? Chứ không có ai mà tránh được cái quả báo hết. Trừ khi nhập Niết Bàn rồi đó, thì mới không còn cái cơ hội để cho quả nó trổ nữa mà thôi. Nhân nào quả nấy. Ha? Cho nên Đức Phật không có nói ai sống tốt thì sẽ có cái chết đẹp, thì không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Chỉ có như vậy, cái người có tu tập đấy thì khi họ bệnh, khi họ chết, họ có thể đau khổ về thân nhưng họ không có đau khổ về tâm. Có nghĩa là họ có thể bị bệnh hành hạ, họ có thể bị chúng sanh khác hành hạ, nhưng mà cái bệnh đó, cái chúng sanh khác hành hạ đó thì chỉ có thể hành hạ cái cơ thể vật lý của họ thôi. Còn cái tâm lý đó thì không có ảnh hưởng gì hết. Ha? Ngoài ra nhắc về Ngài Mục Kiền Liên đó, cho nên Phật giáo Nguyên Thủy không đồng ý cái việc là nói Ngài Mục Kiền Liên là đại hiếu thì không đồng ý. Bởi vì Ngài đã từng có tiền kiếp là Ngài giết cha giết mẹ, có nghĩa là Ngài phạm cái tội ngũ nghịch, thì không có lý do gì mà gọi Ngài là đại hiếu. Chỉ có Ngài Xá Lợi Phất á, thì mới xứng đáng gọi là đại hiếu, bởi vì Ngài đã cứu hai bà mẹ của mình. Một là bà mẹ cách Ngài 7 đời đang sanh làm cái loài phi nhân đó, và Ngài độ bà mẹ đó. Và bà mẹ trong kiếp hiện tại, mà nếu như Ngài không có độ bà mẹ trong kiếp hiện tại mà chứng đắc sơ quả Tu Đà Quần á, thì bà chắc chắn phải đi địa ngục. Cho nên là Ngài có cái công là Ngài đã độ hai bà mẹ của mình.
Thì nếu như mà gọi là đại hiếu đó thì phải gọi là ngài Xá Lợi Phất là đại hiếu chứ không phải ngài Mục Kiền Liên. Rồi trong cái trường hợp mà một vị A-la-hán tự tử đó, thứ nhất là hai vấn đề ha. Thứ nhất là dùng thần thông, thứ hai là tự tử. Một vị dùng thần thông thì vị đó không có lỗi, không có phạm lỗi. Ví dụ như một vị tỳ kheo thì không có được hái trái cây, cái trái còn trên cây đó thì không có được hái. Nhưng mà trong trường hợp vị đó dùng thần thông đó thì vị đó không phạm cái lỗi hái trái cây. Đó là trường hợp ngài Mục Kiền Liên, khi mà ngài dùng thần thông để mà ngài lấy cái trái của cái cây, cái hạ của cây Bồ đề đó, cây giác ngộ đó, để ngài đến chùa Kỳ Viên để ngài trồng cái cây Bồ đề. Thì trong trường hợp đó ngài dùng thần thông để ngài lấy cái trái từ trên cây, do đó đó ngài không có phạm giới. Cái thứ hai đó là nói về cái việc tự tử, thì một vị A La Hán bản thân vì đó đó tự tử thì không có lỗi. Cái này là Đức Phật đã xác định ha, đã xác nhận. Đấy. Cho nên là một vị A-la-hán thì dù cho vị đó có tự tử đi chăng nữa thì cũng không không có phạm lỗi lầm gì ha.